Sáng nay ngày 17 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công các gói thầu thuộc dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ, đoạn nối quốc lộ 91 và quốc lộ 61C. Dự án được xây dựng đi qua quận Ô Môn, quận Bình Thủy, huyện Phong Điền, quận Ninh Kiều và quận Cái Răng với chiều dài 19,4 km cùng tổng nguồn vốn đầu tư là 1.392 tỷ đồng. Dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ được xây dựng sẽ hình thành trục vành đai ngoài rất quan trọng, kết nối các trục giao thông quan trọng của vùng đồng bằng sông Cửu Long như quốc lộ 91, quốc lộ 61C và quốc lộ 1A với hệ thống giao thông đô thị của thành phố, góp phần tạo nên hệ thống giao thông liên vùng, kết nối thành phố Cần Thơ với các tỉnh lân cận, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và khắc phục ùn tắc giao thông cho thành phố Cần Thơ. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án khởi công là thể hiện sự cố gắng của thành phố Cần Thơ để dự án sớm hoàn thành và phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội và tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ cho thành phố Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu. Dự án là cái thể hiện cái sự nỗ lực chung của cả trung ương và của cả địa phương trong cái điều kiện khó khăn hiện nay. Và chúng ta làm được cái này thì cái ý nghĩa thứ ba là nó tạo ra không gian phát triển mới. Một cái vùng đất mà giàu tiềm năng nhưng mà lại không có được cái hệ thống giao thông kết nối nó tốt. Thế thì chúng ta, con đường này nó cắt ngang ở phía tây của thành phố và nó nối hai cái trục quốc lộ này. Nó tạo ra cái không gian phát triển của 20 km chiều dài, nhưng mà cái không gian phát triển rất là lớn. Rồi kết nối các cái kênh rạch với nhau bằng cái quốc lộ này và với 24 cây cầu thì đấy là cái mà nó tạo ra không gian phát triển mới, tạo ra cái quỹ đất để phát triển đô thị, phát triển khu công nghiệp, phát triển các cái dịch vụ khác đi theo. Cùng với đó, các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát chủ động, tích cực triển khai các dự án thành phần, bảo đảm đạt tiêu chí mẫu mực về quản lý tiến độ, chất lượng, mỹ quan, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin rằng dự án đường vành đai phía Tây thành phố Cần Thơ được xây dựng và hoàn thành, đưa vào khai thác đúng tiến độ, chất lượng, góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện của thành phố Cần Thơ. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc liên ấp Nhân Thọ 1, Nhân Thọ 1A, Nhân Thọ 2, xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thời gian qua, phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa được thực hiện có hiệu quả. Ba ấp có gần 99% đạt danh hiệu gia đình văn hóa, gia đình chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định địa phương, trong đó có 167 hộ đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. 764 gương người tốt việc tốt, 100% trẻ em đủ tuổi đến trường đều được đi học, không có học sinh bỏ học, 100% người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện, 92% nhân dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Nhắc tới lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước, đoàn kết của mỗi người dân Việt Nam, làm nên những thắng lợi to lớn của dân tộc ta trong suốt chiều dài lịch sử. Trải qua 19 năm, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực dân cư đã trở thành truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư, hướng đến từng gia đình và mỗi người dân. Người đứng đầu chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự đóng góp và nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân xã Nhân Ái trong củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trong xã. Thủ tướng đề nghị mỗi gia đình, mỗi người dân đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, đóng góp cùng cộng đồng, nhân dân cả nước tham gia xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, dân chủ, văn minh. Hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.